Anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại với kênh tayva.com. Thì bữa giờ mùa hè đã tới rồi anh em. Thì cái thời tiết nó rất là oi bức. Nắng thì nắng khá là sâu sắc luôn. Và mưa thì mưa cũng rất là dầm dề. Vì cái việc mà anh em luôn trang bị cho mình những cái quạt mini để làm mát mỗi lúc mọi nơi là cái điều khá là cần thiết. Và trong video này thì mình sẽ trên tay để review cho anh em một cái quạt đẩy bàn 360 độ của Xiaomi đến từ cái thương hiệu Balai có cái mã là 312. Thì Balai là một trong những cái hệ sinh thái nằm trong chuỗi thương hiệu của Xiaomi, nên khi mà anh em mua về thì nó sẽ không có logo của Xiaomi ha. Anh em nào mà quan tâm đến cái chuỗi sinh thái của Xiaomi nhiều thì có thể là biết đến những cái sản phẩm này. Đây là cái phần tem. Ở bên trong thì có một cái quạt màu hồng và nó có cái in cái phần mã là 312 ha. Đây, nhìn quạt khá là đẹp và dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Giá của nó mình mua là 130.000 trên Lazada. Và khi mà anh em mua cái quạt này về và anh em khui ra thì bên trong của nó sẽ đơn giản thôi, gồm một cái quạt để bàn như vậy và một cái phần này là giống như là một cái phần sách hướng dẫn sử dụng ha, cũng như là phần giới thiệu về cái quạt này. Ở đây thì nó sẽ giới thiệu về cái phần thông tin quạt bằng ngôn ngữ tiếng Trung và có in vài cái thông số kỹ thuật ha. Và đây anh em, đây là cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc quạt để bàn của Xiaomi. Cái quạt này là cái quạt anh em có thể xoay được 360 độ. Về phần trọng lượng của quạt này thì nó rất là nhẹ, tầm khoảng cỡ 169g thôi, nên anh em có thể dễ dàng bỏ trong ba lô này, túi sách anh em mang đi để sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và nó sử dụng cái nguồn DC 5V, có nghĩa là anh em bắt buộc phải cấp nguồn cho nó, chứ nó không được trang bị pin bên trong quạt này. Và anh em có thể cấp cho nó bằng những cái viên pin sạc dự phòng như vậy, hay là anh em có thể cấp nguồn cho nó thông qua những cái cổng USB máy tính, hoặc là cái nguồn qua cái củ sạc thì đều sử dụng được với cái quạt này. Nó rất là linh động. Với cái việc mà nó linh động như vậy thì anh em có thể dễ dàng sử dụng nó ở nhiều cái điều kiện, trên xe ô tô này, hay là ở nhà, hay là văn phòng, hay là anh em đem ra ngoài trời anh em sử dụng, anh em đi học anh em sử dụng đều được. Với cái viên pin sạc dự phòng kèm theo khoảng 10.000 mAh thôi thì anh em có thể sử dụng cái quạt này trong một khoảng thời gian rất là dài mà anh em không sợ là nó bị hết điện, giống như là những cái quạt mà được trang bị pin khá là thấp, khoảng 2.000 hay là khoảng 3.000 thì anh em quạt khoảng vài tiếng đồng hồ nó sẽ hết. Còn với một viên pin 10.000 thì anh em có thể là xài đâu đó tầm khoảng cứ mười mấy 20 tiếng nó mới hết ha. Và đây là cái thiết kế quạt thì nó sẽ có một cái khung bên ngoài như vậy, hoặc cái khung này thì nó sẽ có in cái phần thông tin của quạt này và công suất của nó là 3W. Nó sẽ có hai cái phần điểm cao su để anh em có thể đặt lên trên mặt bàn để anh em sử dụng. Cái phần lồng bên trong á là một cái phần tách biệt với lại là cái khung bên ngoài, và nó được cố định bằng hai cái phần quen như vậy anh em ha. Đây, hai cái phần quen như vậy và anh em có thể là xoay được lên đến 360 độ này ha. Đó, anh em thấy chưa? Khi mà anh em đặt cái quạt như vậy, anh em có thể tùy chỉnh được cái quạt nó khum xuống như vậy, hoặc là nó ngửa lên như vậy ha, hay là nó quay qua hoặc là quay lại thì nó rất là đơn giản. Bên trong cái quạt này thì được trang bị một cái động cơ DC không chổi than có công suất là 3W. Với cái động cơ DC không chổi than này thì anh em sử dụng nó rất là bền bỉ theo thời gian. Những cái động cơ DC không chổi than thì anh em xài đâu đó tầm khoảng vài năm là bình thường, nó sẽ không dễ hư hỏng, giống như là những cái động cơ mà sử dụng lá đồng hay là những cái động cơ có chổi than, anh em xài một thời gian thì nó sẽ bị mòn lá đồng hay là bị hết chổi than, anh em bắt buộc phải thay thế. Thì với cái quạt mà trang bị một cái động cơ không chổi than này thì cái việc mà anh em sử dụng nó rất là bền bỉ. Và cái thứ hai nữa là cái động cơ không chổi than thì hoạt động nó khá là yên tĩnh ha, anh em có thể là sử dụng nó mà cái quạt á, nghe là chỉ hơi gió thôi, chứ cái động cơ của nó sẽ không phát ra cái tiếng động nhiều. Cái quạt này thì nó sẽ có hai màu sắc, màu hồng và màu trắng. Thì mình thấy màu trắng thì nó đơn giản nên mình chọn cái phiên bản màu hồng cho nó nam tính ha. Phần dây này thì nó là một cái phần dây màu trắng như vậy, thì thiết kế màu trắng thì nó cũng khá là dễ dơ. Phần dây thì nhìn nó cũng rất là dày dặn ha, dây dài 1m2. Anh em có thể dễ dàng cắm từ cổ điện trên cao và anh em đặt trên cái bàn làm việc như vậy. Cấp nguồn cho nó thì anh em cứ cắm vào thôi. Đó, em sẽ cắm vô ha. Khi mà cắm nguồn cho nó thì mặt sau nè, anh em để ý thì nó sẽ có một cái phần lõm tròn như vậy. Cái phần lõm tròn này là cái phần công tắc để anh em bật quạt ha. Nó có 3 cấp độ, cấp 1 nè, cấp 2, cấp 3. Khi mà quạt ở cấp 3 thì nó thật sự là nó rất là mát nha anh em. Phải nói là cái quạt này nó rất là mát, chứ không phải là một cái quạt nó có một cái lồng nó khá là nhỏ giống như là những cái quạt cầm tay đâu. Nó sử dụng cái động cơ DC không chổi than lớn, và với cái hệ cánh quạt của nó là 5 cánh và theo cái lồng nó rộng như vậy thì nó tạo ra cái lượng gió nó rất là mát ha. Một người làm mát là rất là ok đúng đó, làm mát cá nhân thì rất là ok cho sản phẩm này. Nếu mà thông thường anh em sử dụng để làm mát nhẹ để anh em làm việc thì mình thấy nó cấp 1 hay là cấp 2 là nó ok rồi, nhẹ nhàng, yên tĩnh và cái độ mát nó vừa phải. Anh em nào mà muốn làm mát nhanh thì bấm cấp 3.
thì nó sẽ quạt rất là mạnh ha. Và ở cấp 3 thì cái tiếng gió nó tạo ra nó sẽ nhiều hơn tí, nhưng mình thấy nó cũng không đáng kể. Với cái thiết kế của cái quạt này á, là cái dây nguồn nó sẽ dính liền như vậy, thì mình thấy cũng là một cái phần ưu điểm cũng giống như là một cái phần nhược điểm. Thứ nhất, về phần ưu điểm là anh em không phải tìm cái dây để anh em có thể là cắm vào để sử dụng, mà anh em có thể sử dụng một cái dây trực tiếp luôn. Và cái nhược điểm của nó, khi mà anh em dướng hay là anh em làm lọt thì nó sẽ dễ dàng bị gớt ha. Và nếu mà nó làm cái chuôi cắm Myojupi thì mình thấy nó sẽ hay hơn, nhưng mà nếu mà làm chuôi cắm Myojupi á thì mình thấy chắc có lẽ là nó sẽ hơi dễ gãy và nó không tối ưu được cái phần diện tích á, nhìn nó sẽ không được đẹp và gọn gàng giống như là nó làm dây trực tiếp ha, thì nhìn nó sẽ gọn gàng và đẹp hơn. Đó, anh em xài thì anh em bảo quản kỹ một tí ha. Cái phần dây này là anh em xài được một khoảng thời gian nó khá là lâu. Khi mà anh em sử dụng một khoảng thời gian dài á thì cái việc tháo lắp của cái quạt này thì mình thấy nó có điều là nó hơi khó khăn. Thứ nhất là nó xài những cái nút dặn như vậy, và anh em muốn tháo ra thì anh em phải cạy ra, chứ nó không có tháo được cái phần nắp này rời ra giống như là cái việc mà anh em dặn và dặn lại. Thì cái cách tháo nó cũng có và nó hơi khó khăn hơn tí thôi. Anh em nào mà chịu khó một tí là nhìn có thể tháo được ngay để vệ sinh ha, rất là đơn giản và dễ dàng. Đặt bàn làm việc hay là anh em sử dụng đem sử dụng mọi lúc mọi nơi thì rất là ok cho cái quạt này. Về phần link mua cái quạt để bày này của Xiaomi á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video hoặc phần ghi bình luận. Anh em nào quan tâm thì có thể bấm vào tham khảo và mua. Anh em cảm thấy video này hay thì sao, nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh Ta Cho Chấm Cơm của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một lần sau. Và anh em bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.